quý vị và các bạn, mời quý vị cùng đến với những thông tin tài chính trong nước và quốc tế vừa được chúng tôi cập nhật trong sáng nay của Báo Thanh Hóa Điện Tử. Giá vàng hôm nay mùng 9 tháng 8 trên thị trường quốc tế tăng mạnh. Nhà đầu tư lựa chọn vàng làm tài sản trú ẩn an toàn do lo sợ thị trường tài chính bất ổn. Trong khi giá vàng thế giới tăng mạnh, giá vàng miếng trong nước bất ngờ giảm mạnh, trượt mốc 79 triệu đồng một lượng. Rạng sáng nay mùng 9 tháng 8, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 12 đồng, hiện ở mức 24.262 đồng. Giá vàng trong nước hôm nay, trong khi giá vàng miếng trong nước giảm mạnh, giá vàng nhẫn tương đối ổn định. Hiện tại giá vàng các thương hiệu được niêm yết cụ thể như sau. Vàng miếng SJC đang được các ngân hàng Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank và các công ty vàng bạc đá quý bán ra ở mức 78 triệu 500 nghìn đồng một lượng, giảm 500 nghìn đồng một lượng so với hôm qua. Ở chiều mua, giá được điều chỉnh giảm về mức 76 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Đối với vàng nhẫn, giá vàng SJC 4 số 9 niêm yết lần lượt ở mức 75 triệu 950 nghìn đồng một lượng mua vào và 77 triệu 300 nghìn đồng một lượng bán ra, tăng 50 nghìn đồng chiều mua. Doji tại thị trường Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh niêm yết giá mua vào bán ra vàng nhẫn bốn số 9 ở mức 76 triệu 050 nghìn đồng một lượng và 77 triệu 250 nghìn đồng một lượng. Giá mua và giá bán vàng nhẫn thương hiệu PNG neo ở mức 76 triệu đồng một lượng và 77 triệu 290 nghìn đồng một lượng. Nhẫn tròn trơn của Bảo Tín Minh Châu đang mua vào bán ra ở mức 76 triệu 030 nghìn đồng một lượng và 77 triệu 230 nghìn đồng một lượng, giảm 50 nghìn đồng ở cả hai chiều. Phú Quý SJC đang thu mua vàng nhẫn với giá 75 triệu 950 nghìn đồng một lượng và bán ra ở mức 77 triệu 250 nghìn đồng một lượng, không đổi so với rạng sáng qua. Giá vàng thế giới hôm nay, giá vàng thế giới đảo chiều tăng mạnh với vàng giao ngay tăng 46 USD lên 2.428,3 USD một ounce. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 2.467,3 USD một ounce, tăng 41,2 USD so với rạng sáng qua. Giá vàng thế giới tăng 1% nhờ được hỗ trợ bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ cắt giảm lãi suất đáng kể vào tháng 9 tăng cao. Dự báo giá vàng, Amelia Siafu, người đứng đầu thị trường hàng hóa tại BOCI, nhận định rằng mặc dù vàng hiện có những điểm yếu do đồng USD mạnh, nhưng triển vọng vĩ mô vẫn khá lạc quan. Chuyên gia phân tích tại Forex bày tỏ quan điểm rằng kỳ vọng giảm lãi suất từ các ngân hàng trung ương có thể hỗ trợ giá vàng, thậm chí đẩy lên mức cao mới. Ông dự đoán giá vàng có thể chạm mốc 2.500 USD trong thời gian ngắn. Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông gần đây là yếu tố góp phần tăng cường nhu cầu đầu tư vào vàng như một kênh trú ẩn an toàn. Trong phiên giao dịch rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, thị trường vàng đã phần nào được xoa dịu sau các báo cáo cho biết Ngân hàng Trung ương Trung Quốc một lần nữa ngừng mua vàng trong tháng thứ ba liên tiếp. Theo đó, thông tin vực dậy sự lạc quan của giới đầu tư là dù nhu cầu kim loại màu vàng trong quý 2 đã giảm so với quý 1 nhưng đã tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Với giá vàng trong nước giảm và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 2.428,3 USD một ounce, tương đương gần 74,1 triệu đồng một lượng nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank chưa tính thuế và phí, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 4,4 triệu đồng một lượng. Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới, đồng USD tăng vào phiên giao dịch vừa qua sau khi dữ liệu thị trường lao động mới của Mỹ cho thấy trợ cấp thất nghiệp giảm nhiều hơn dự kiến vào tuần trước, làm giảm bớt nỗi lo về một cuộc suy thoái sắp xảy ra. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số DI đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,22%, đạt mốc 103,19. Đồng bạc xanh tăng giá mạnh nhất so với đồng yên sau một đợt giảm mạnh vào phiên giao dịch trước đó trong một tuần đầy biến động mà các nhà đầu tư phải hủy bỏ các giao dịch chênh lệch lãi suất phổ biến. Một số nhà phân tích tin rằng việc tháo gỡ giao dịch chênh lệch lãi suất có thể còn kéo dài và có thể chỉ mới đi được một nửa chặng đường. Điều này có thể làm tăng thêm biến động trên thị trường. Ngay cả khi Fed thực hiện cắt giảm lãi suất mạnh vào tháng 9, đúng như thị trường mong đợi, và BOC tăng lãi suất thêm một lần nữa, thì giao dịch chênh lệch lãi suất vẫn sẽ tiếp diễn. Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào bán ra giữ nguyên hiện ở mức 23.400 đồng và 25.450 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau. Vietcombank mua vào 24.950 đồng, bán ra 25.320 đồng. Vietinbank mua vào 24.840 đồng, bán ra 25.290 đồng. BIDV mua vào 24.975 đồng, bán ra 25.135 đồng. Và những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin tài chính sáng nay của Báo Thanh Hóa Điện Tử. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.